nhãn xúc như sư tử giống nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc như sư tử giống các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như sư tử giống các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra như sư tử giống địa giới như sư tử giống thủy hỏa phong không thức giới như sư tử giống nhân duyên như sư tử giống đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên như sư tử giống vô minh như sư tử rống hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não như sư tử rống thiện hiện nên biết các đại bồ tát nếu có thể tư duy quán sát giác ngộ các ẩn như vậy thì tùy thuận bát nhã ba la mật đa liền có thể xa lìa ý nghĩ du nịnh cũng có thể xa lìa ý nghĩ kiêu ngạo cũng có thể xa lìa ý nghĩ khen mình cũng có thể xa lìa ý nghĩ chê người cũng có thể xa lìa ý nghĩ ngã tường cũng có thể xa lìa ý nghĩ danh lợi cũng có thể xa lìa ý nghĩ năm triển cái cũng có thể xa lìa ý nghĩ tham lam ganh ghét nhờ vậy cũng có thể được viên mãn tất cả công đức chân tịnh hiếm có khó đạt được cũng có thể được viên mãn việc làm xinh đẹp và thanh tịnh cõi phật cũng có thể viên mãn Phật pháp vô thượng, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh này xong, vô lượng chúng đại Bồ Tát với Bồ Tát từ thị làm thượng thủ, cụ thọ thiện hiện và xá lợi từ A Nan Đà vân vân, các đại thanh văn cùng các trời rồng A Tố Lạc vân vân, tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất hoan hỷ tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ năm trăm năm năm.